Mến chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với phần điểm tin bóng đá trưa ngày 20 tháng 6. Trong bản tin này của chúng tôi, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức sau đây. Nghe tin người nhà ứng tuyển, truyền thông Hàn lập tức chỉ mặt Park Hang-seo 2.0. Huấn luyện viên đội Á quân Indonesia cay đắng nói về thất bại trước 10 người của câu lạc bộ Bình Dương. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải, cả Việt Nam và ông Park đều cần nhau. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Vừa nghe tin người nhà ứng tuyển, truyền thông Hàn lập tức chỉ mặt phiên bản Park Hang-seo 2.0. Truyền thông xứ sở Kim Chi kỳ vọng ông Yoon Jong-hwan có thể mang đến thành công cho bóng đá Thái Lan như những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm được tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khi nhà cầm quân người Hàn Quốc Yoon Jong-hwan nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan, trang Jong-gan Ibo đã đặt giả thiết liệu huấn luyện viên Yoon Jong-hwan có thể trở thành thầy Park thứ hai của Thái Lan. Huấn luyện viên Yoon Jong-hwan, 46 tuổi, vừa bị sa thải sau một tháng cầm quân ở câu lạc bộ Muang Thong United với thành tích 2 thắng 2 hòa và 4 thua. Người thay thế cho ông Yoon Jong-hwan trên băng ghế huấn luyện là huấn luyện viên Alexander Gama, người đã dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan để thua U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020. Ngay sau đó, báo chí Thái Lan rầm rộ đưa tin ông Yoon Jong-hwan đã ứng tuyển làm huấn luyện viên ở cả hai vị trí trong đội tuyển quốc gia và U23 nước này. Theo tờ báo Jong-gan Inbo thì đây sẽ là ý tưởng tuyệt vời nếu ông Yoon Jong-hwan được bổ nhiệm dẫn dắt một trong hai đội tuyển bóng đá xứ sở Chùa Vàng. Tờ báo này đưa tin Liên đoàn bóng đá Thái Lan đánh giá cao việc ông Yoon Jong-hwan có kinh nghiệm cầm quân tại nhiều giải đấu khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Khi còn thi đấu chuyên nghiệp, ông Yoon Jong-hwan là tiền vệ xuất sắc và có tên trong danh sách 23 tuyển thủ của đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2002 trên sân nhà và lọt vào đến bán kết. Đầu tháng 6, Thái Lan bị đánh bại bởi đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo ở giải giao hữu King's Cup ngay trên sân nhà. Liên đoàn bóng đá nước này đã sa thải huấn luyện viên Sirisak và đang tích cực tuyển dụng các chiến lược gia nước ngoài, trong đó có cả những ứng viên người Hàn Quốc. Sau gần 2 năm cầm quân, ông Park đã cùng U23 Việt Nam về nhì tại vòng chung kết U23 châu Á, lọt vào top 4 ASEAN 2018, đưa đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á và vào đến tứ kết Asian Cup 2019. Từ những thành công kể trên, tờ báo Hàn Quốc Jong-gan Inbo hy vọng ông Yoon Jong-hwan có thể góp phần nâng cao thành tích cho nền bóng đá Thái Lan như cái cách mà thầy Park đã từng làm được tại Việt Nam. Huấn luyện viên đội Á quân Indonesia cay đắng nói về thất bại trước 10 người của Bình Dương. Được chơi hơn người và có thế trận tốt hơn, tuy nhiên thầy trò huấn luyện viên Kalejic của câu lạc bộ Makassar vẫn trắng tay rời sân Gò Đậu. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Bình Dương đã tiếp đón đội bóng đến từ Indonesia là PSM Makassar trên sân nhà Gò Đậu ở trận bán kết lượt đi AFC Cup 2019. Dù gặp nhiều khó khăn khi phải thi đấu với 10 người, Tiến Linh vẫn là người hùng của đội bóng đất thủ. Tiền đạo của U23 Việt Nam đã tỏa sáng khi lập công giúp cho Bình Dương giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà. Nói về thất bại này, huấn luyện viên của đội khách thẳng thắn cho biết: "Tôi không thể tin là Bình Dương có thể ghi bàn vì chúng tôi đã có lợi thế hơn một người suốt gần hiệp 2. Bình Dương chơi không có gì nổi bật khi thiếu người và tôi không nghĩ họ có thể ghi bàn. Chúng tôi có lợi thế và vẫn kiểm soát thế trận, nhưng chúng tôi lại thể hiện sự yếu đuối, chơi không tốt ngay thời điểm như thế. Tôi rất xin lỗi các cổ động viên của mình, tôi biết sức mạnh của Bình Dương. Tôi đã biết thêm họ có lực lượng tốt và có nhiều cầu thủ nổi bật", huấn luyện viên của PSM Makassar chia sẻ sau trận đấu. Có được chiến thắng nghẹt thở bằng tỷ số tối thiểu 1-0 trên sân nhà, huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn của BKMX Bình Dương hồ hởi cho biết: "Trong bóng đá thì chuyện thắng 1-0 hay chơi 10 người cũng là điều bình thường. PSM Makassar thường câu bóng bổng cho ngoại binh dứt điểm và chúng tôi đã có phương án phá lối chơi này. Hàng thủ của Makassar rất kém và chúng tôi đã tận dụng thành công khi có cơ hội." Huấn luyện viên Lê Thụy Hải, cả Việt Nam và ông Park đều cần nhau. Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Lê Thụy Hải cho rằng không cần phải quá lo lắng về việc gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo vì sớm muộn gì bản hợp đồng cũng sẽ được ký kết. Trong thời gian gần đây, việc gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo thêm một lần nữa trở thành vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Sau những gì đã làm được, chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn toàn xứng đáng được nhận một bản hợp đồng mới cùng mức đãi ngộ hợp lý hơn.
Tuy nhiên, khi mà bản hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào tháng 1 năm 2020, quá trình thương thảo để gia hạn với thẻ Park vẫn chưa cho thấy những dấu hiệu tích cực. Có ý kiến cho rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn còn chần chừ là vì đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng những yêu cầu về tài chính của nhà cầm quân đến từ xứ sở Kim Chi. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin từ VFF vẫn khẳng định rằng tiền bạc không phải là vấn đề trong việc gia hạn hợp đồng với ông Park. Trao đổi với tờ South Star về câu chuyện này, huấn luyện viên Lê Thụy Hải cho biết không cần phải quá lo lắng về câu chuyện giữ chân huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi sớm muộn gì thì bản hợp đồng cũng sẽ được ký kết. Tôi nghĩ cả hai sẽ tái ký thôi, chúng ta đừng nghĩ là bên nào phải lệ thuộc vào bên nào. Ở đây, cả VFF và huấn luyện viên Park đều cần nhau. Nói bóng đá Việt Nam làm mọi giá phải có được huấn luyện viên Park Hang-seo hay huấn luyện viên Park phải gắn bó với bóng đá Việt Nam thì không đúng hoàn toàn. Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nhiều nỗi lo, sau đó thành công và tạo dựng được danh tiếng. Đó là sự may mắn của huấn luyện viên Park Hang-seo khi được dẫn dắt một lứa cầu thủ nhiều kinh nghiệm. Có bóng đá Việt Nam thì ông Park mới trở nên nổi tiếng. Chính huấn luyện viên Park cũng rất khiêm tốn khi cảm ơn bóng đá Việt Nam. Và ngược lại, VFF có được huấn luyện viên Park Hang-seo để phát huy được lứa cầu thủ giỏi lên một tầm cao, gặt hái được những thành công. Nói thêm về bản hợp đồng với ông Park, huấn luyện viên Lê Thụy Hải khẳng định: có thể thấy cả hai đều mang đến sự thành công và tiếng vang cho nhau. Thế nên cả hai bên cần nhau để tiếp tục phát huy mọi thứ trong tương lai. Quan điểm của tôi là ông Park Hang-seo và VFF sẽ tái ký với nhau thôi. Vấn đề là chúng ta cần nhìn tổng thể thì VFF và huấn luyện viên Park đang có một mối nhân duyên đẹp. Họ sẽ tiếp tục với nhau là điều có thể nhìn thấy được, nên đừng lo chuyện chia tay này nọ. Bản hợp đồng hiện tại của huấn luyện viên Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam đang bước vào khoảng thời gian cuối cùng và sẽ đáo hạn vào cuối tháng 1 đầu năm sau. Ngay ở thời điểm này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận được nhiều lời mời hấp dẫn từ các nền bóng đá phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Thái Lan. Và đã có thông tin cho rằng VFF sẽ đưa ra một mức lương cao kỷ lục để giữ chân chiến lược gia người Hàn Quốc. Ngoài việc tăng mức đãi ngộ trong bản hợp đồng sắp tới với huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF cần tính toán chuyện gia hạn với đội ngũ trợ lý thân cận đã đồng hành suốt thời gian qua với chiến lược gia người Hàn Quốc. Nhìn lại những thành công vang dội của bóng đá Việt Nam những năm qua dưới thời huấn luyện viên Park, không thể không ghi nhận những đóng góp thầm lặng của đội ngũ trợ lý đông đảo. Thành công của ông Park và mọi huấn luyện viên trong bóng đá hiện đại đều gắn liền với đội ngũ trợ lý thân cận. Vì thế, khi gia hạn hợp đồng với thầy Park, VFF cũng cần tính toán đến việc đãi ngộ với các trợ lý. Tổng cộng, dưới trướng huấn luyện viên Park Hang-seo tính đến thời điểm hiện tại có 12 phó tướng, tất cả bao gồm 2 trợ lý chủ lực, 2 trợ lý ngôn ngữ, 1 huấn luyện viên thủ môn, 2 trợ lý chuyên môn, 3 bác sĩ và 1 trợ lý phụ trách hậu cần. Trên đây đa số đều là những cái tên đã gắn bó lâu dài với huấn luyện viên Park Hang-seo trong quãng thời gian tham dự các đấu trường quan trọng trong thời gian qua, đã khiến cho ekip làm việc này trở nên thiện chiến, cực kỳ ăn ý và không hề e ngại bất cứ những chiến dịch nào trong tương lai. Việc quan trọng cần làm lúc này là không chỉ giữ chân thầy Park, VFF cần phải giữ chân được các trợ lý, không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn và phù hợp với cách làm việc của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngay từ khi tiếp quản vị trí tại Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã rất cẩn trọng trong việc lựa chọn những trợ lý của mình. Ông Lee Jang-jin là một trong những người được lựa chọn đầu tiên. Với tiếng tăm của mình, trợ lý Lee có thể trở thành huấn luyện viên trưởng của không ít các câu lạc bộ tại Hàn Quốc cũng như một số đội tuyển quốc gia ở châu Á. Nhưng vì nghĩa tình lâu năm với thầy Park, cựu tuyển thủ Hàn Quốc này đã chấp nhận đến Việt Nam. Sau AFF Cup 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo phải chia tay trợ lý thể lực Bi Ji-won, cũng là một trong những trợ lý thân tín đầu tiên đến Việt Nam cùng thầy Park. Dù rất gắn bó với bóng đá Việt Nam và yêu mến các cầu thủ, vị trợ lý người Hàn Quốc này đã quyết định chọn Malaysia làm điểm đến mới trong sự nghiệp. Tất nhiên, kế hoạch của huấn luyện viên Bi Ji-won vốn được chuẩn bị từ trước, song đây vẫn là một sự ra đi đáng tiếc đối với bóng đá Việt Nam. Sau Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam tiếp tục chia tay những trợ lý tạm thời, đó là ông Willander Fonseca và Phan Duy Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.